Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm rất vất vả đối với những công nhân môi trường. Họ luôn phải làm việc xuyên giao thừa. Thế nhưng năm nay, hy vọng mọi việc sẽ khác. Thành phố đã kêu gọi và yêu cầu người dân dọn dẹp, thải bỏ các vật công kênh trước ngày 25 tháng Chạp để đảm bảo tiến độ vệ sinh môi trường đón Tết, để công nhân môi trường sẽ kịp về nhà đón giao thừa với người thân. Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, lượng rác hàng ngày trên địa bàn khoảng 1.000 tấn, nhưng vào thời điểm cận Tết này, lượng rác thải tăng đột biến gấp 3-4 lần. Trong đó, việc xử lý các loại rác thải công kênh thường phức tạp hơn do chiếm nhiều không gian. Do vậy, nếu người dân chủ động dọn rác có kích thước lớn từ 1-2 tuần trước Tết Nguyên Đán nhằm hạn chế tình trạng quá tải cho các đơn vị vận chuyển rác. Công nhân môi trường chúng tôi là cái ngành nghề đặc thù trong nhiều năm, thì phục vụ là gần như là chưa có năm nào mà về đón giao thừa với người thân với gia đình. Nam Ni là chỉ đạo thành phố làm sao cho công nhân về đón giao thừa, thì về phía công ty chúng tôi đã có kế hoạch triển khai, mà chúng tôi rất là mong muốn mọi người dân chung tay góp sức hỗ trợ công ty chúng tôi thực hiện. Đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng Chạp, chúng tôi sẽ dừng việc thu gom rác thải trong nhân dân để tập trung công tác vệ sinh đường phố, thu gom rác thải các chợ truyền thống và các chợ hoa. Người dân hay có thói quen vứt rác thải trong nhà như chăn nệm, bàn ghế, tủ cũ vào ngày cuối năm khi dọn nhà, nên khối lượng đổ ra đường rất lớn gây quá tải. Do vậy, vì thành phố kêu gọi vận động người dân hoàn thành việc dọn dẹp, thay bỏ các vật công kênh trước ngày 25 tháng Chạp để đảm bảo tiến độ vệ sinh môi trường đón Tết là một việc làm mang tính nhân văn và rất ý nghĩa đối với những người công nhân môi trường. Nói chung thì người dân mình hồi nào giờ là cũng quen là gần cận Tết mới dọn nhà, nên là số lượng những ngày giáp Tết là nó rất nhiều. Nó vượt quá cái sức của mình. Mong muốn là người dân là bữa nay sắp lên đấy là dọn sớm một tí. Tất nhiên là anh em vẫn phục vụ nhưng mà sớm lên để chẳng đỡ gần Tết, đỡ dọn cách ra là cho nhẹ nhẹ bớt lại. Theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, từ ngày 18 tháng 1, đơn vị đã bước vào đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và chia làm 4 giai đoạn với kế hoạch cụ thể. Chúng ta huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực của công ty. Bắt đầu từ ngày 23 Tết thì toàn bộ huy động toàn bộ 100% công nhân, kể cả công nhân chạy đi bù, không có công nhân viên nào mà phải nghỉ phép trong dịp Tết. Về các ngành nghề chúng tôi là như vậy rồi, và nếu khi mà phương tiện thiếu thì chúng tôi sẵn sàng là thuê thêm phương tiện ngoài, nhân lực thiếu thì cũng thuê thêm nhân lực ngoài, đó là cái phương án dự phòng. Được biết, mặc dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị, nhưng Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng vẫn cố gắng đảm bảo duy trì tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng luôn hỗ trợ thêm tiền Tết cho công nhân lao động trực tiếp trong 3 ngày Tết. Và các ban ngành đoàn thể cũng đã hỗ trợ nhiều suất quà Tết cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.